Vâng, xin chào bạn vị. Không biết là anh em sáng nay đã đọc tin tức chưa? Đó là Apple đã rơi mất vị trí thứ hai trên thế giới vào tay Xiaomi. Tức nghĩa là bây giờ top đầu chúng ta sẽ có Samsung, sau đó là đến Xiaomi, đến Apple, rồi đến Oppo, rồi cũng như là các hãng khác. Thì rõ ràng đây là một trong những cái tín hiệu cho thấy là cái chiến lược tập trung vào giá rẻ và cạnh tranh đã đem lại cái lợi ích như thế nào cho Xiaomi. Thì có vẻ như là Apple thấy rằng chiêu này khá thành công và họ bắt đầu đưa những mức giá hợp lý hơn. Ví dụ như gần đây thì các bạn thấy là con iPhone 11 đã phải sập giá tại thị trường Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt mình đang có trên bàn là một chiếc iMac, một trong những cái sản phẩm có thể nói là rất đặc trưng của Apple nhưng người dùng Việt Nam không biết đến và sử dụng nhiều. Đó chính là phiên bản 21,5 inch với mức giá chỉ 19 triệu 990 nghìn. Các bạn hiểu đây là mức giá gần như là rất sốc, nó chỉ bằng mấy cái con all in one mà trước đây mình từng review với các bạn của HP rồi của các hãng khác, bằng một chiếc laptop mà sinh viên mua sử dụng hàng ngày. Và trên website của Apple nó đang ghi là lên tới 1099 đô và mức giá này thì là chưa bao gồm thuế. Và về Việt Nam thì là tại shop đang bán phiên bản này là độc quyền và duy nhất là 19 triệu 990 nghìn. Thế thì tại sao, có phải là vì ế quá mà Apple phải giảm giá sốc sản phẩm không? Thì trong video hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm iMac rẻ nhất để anh em có thể mua về trải nghiệm cho biết nhé. Thứ nhất thì các bạn phải hiểu đây là thiết kế cũ, còn cái con iMac lần trước mình review là phiên bản hoàn toàn mới chạy chip M1. Đây là phiên bản iMac chỉ là 21,5 inch, là đời 2017 rồi. Tức nghĩa là tính xương xương nó là 4 năm trước, nhưng đã được sản xuất hoàn toàn mới vào năm 2020. Tất nhiên là khi mua tại shop đăng là đại lý ủy quyền của Apple thì các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng bởi Apple Việt Nam nên hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Tuy nhiên thì mình quay trở lại, đó là đọc thông số cấu hình là anh em sẽ muốn tắt video luôn bởi vì nghe đã nó quá cùi. Rồi, ok. Thế nhưng bây giờ ta sẽ xem iMac này dành cho ai. Thứ nhất là các bạn muốn có một góc làm việc tối ưu, như anh em có thể nhìn thấy ở đây, cái góc của chúng ta setup nó sẽ rất gọn, chẳng có dây nhợ, không có cái vẹo gì. Thứ hai là các bạn chủ yếu là làm việc trên web thì kiểu các bạn lướt Safari rồi mà gõ văn bản rồi một vài ứng dụng đồ họa 2D. Thứ ba, các bạn chẳng quan tâm về game bởi vì chơi game kiểu quái gì với con này, hơn nữa lại còn là all in one thì không phải là hướng tới là chơi game, kể cả là PC luôn cho anh em hiểu nhá. Quay trở lại về vấn đề, tuy nhiên thì với những cái anh em mà thực dụng thì các bạn sẽ muốn so sánh hiệu năng thì 2017 rồi thì bây giờ nó sẽ như thế nào. Thoạt nhìn thì con i5 là 7360U này kèm với 8GB đúng là yếu so với PC all in one trên thị trường luôn. Trời ơi, có mỗi 2x4 luồng thì tuổi gì so với lại Windows đúng không ạ? Kể cả Windows bây giờ mới nó sẽ mạnh hơn. Và mình làm một phép toán đơn giản như này. Chiếc iMac này là có khoảng 20 triệu đồng nên mình sẽ chọn ra 3 chiếc là PC all in one chạy Windows để so sánh. Nhưng mà điểm số lại thấy sự khác biệt quá nhiều. Các bạn thấy là con chip đời cũ điểm rất là thấp và thực sự là đưa ra nó chỉ là châu chấu đá xe thôi. Rồi, điểm thứ hai cần phải so sánh là các bạn tự build một chiếc PC từ sao. Mình xin phép là tách cái màn hình này ra coi như là trừ đi 5 triệu gọi là rất là xông xênh rồi nhá. Để các bạn mua một cái màn hình Full HD và đẳng cấp và đẹp. Thì bây giờ với 15 triệu các bạn build PC cùng với lại SSD và dung lượng RAM là 8GB thì sẽ như thế nào? Kết quả là chúng ta sẽ có những cái con chip các thứ là nó sẽ mạnh hơn. Thì tóm gọn lại, nếu các bạn quan tâm về hiệu năng thì con này thua hoàn toàn. Vì dù sao đây là phiên bản cơ bản nhất là 21,5 inch từ 2017 rồi. Nhưng vậy thì nó sẽ có cái điểm mạnh gì mà những chiếc PC chạy Windows không có? Thứ nhất là nó sẽ chạy Mac OS, cái đấy quá rõ ràng, nó giống như kiểu là anh em so cấu hình ấy. Thì các bạn so iPhone với lại Android thì bao giờ iPhone sẽ thua đứt đuôi về mọi chức năng. Nhưng mà tóm gọn là nó là có hệ điều hành độc quyền. Rồi, thử nghiệm thực tế khi mà bọn mình làm việc và các bạn thấy là mở khoảng 20 tab ở trên Safari rồi làm lướt web các thứ tinh thì nó vẫn hoạt động khá là ngon lành, thậm chí là bật lên cả 40 tab được luôn. Thì mình nghĩ là nếu mà so thì rõ ràng nó yếu hơn cả con M1, nhưng có thể nguyên nhân là do con chip này vẫn đang sử dụng các tác vụ cơ bản rất là tốt nên thành ra không cảm giác khác biệt quá nhiều. Và nó là giải pháp dành anh em nào mà làm các công việc nhẹ nhàng 2D thôi, không yêu cầu đồ họa 3D. Các bạn thấy là gần như mình sử dụng mình cũng không cảm nhận được là cái hiệu năng của con chip này là nó mạnh hay nó yếu gì cả, bởi vì mình dùng hàng ngày vẫn ok. Tiếp đến là mình sử dụng luôn cái phần mềm Lightroom mà anh em hay chỉnh sửa ảnh nhá. Thì có 30 file RAW cho vào đấy export thì mất đúng 1 phút để có thể ra được đống ảnh này, cũng khá là ấn tượng đúng không? Nhưng lại iMac thì người ta hình dung là edit video chuyên nghiệp, phiên bản này thực sự là không quá cao cấp. Nếu các bạn mà hỏi mình xin trả lời là các bạn chỉ nên edit những cái video giống kiểu kênh Vinh Show thôi, kiểu nó nhẹ nhàng rồi ấy. Mà anh em nào mà thích Windows thì con này cũng có boot cam để anh em có thể cài được Win chúng ta trải nghiệm. Mình nghĩ là có thể Windows 11 tương lai có khi cài được luôn. Và cho mấy ông mù công nghệ chưa cài Win bao giờ thì thực sự là cái Mac này nó quá dễ cài đặt Win trên Mac.
cực kỳ dễ dàng, vài thao tác được thôi. Để cái là cái con này là do dùng chip Intel nên boot cam vẫn sử dụng được luôn, chứ nó tiện hơn so với con M1. Nhưng mình phải nói thật với các bạn là cái đập vào mắt mình cảm thấy khó chịu nhất là cái màn hình này. Đây là màn hình mà so với những con All-in-One thì thực sự nó còn thua. Bởi vì sao? Thứ nhất là về độ phân giải nó là Full HD, chất lượng tấm nền thì mình đánh giá ổn rồi. Nhưng các bạn nhìn này, cái viền nó dày, má ơi nó dày. Cái chỗ này mà nó còn phải, nói chung là cái viền màn hình này nó thực sự là xúc phạm người nhìn luôn. Về cái độ sáng và cũng như là cái chất lượng tấm nền Retina của Apple thì mình vẫn phải khen là nó ok. Nhưng mà do mình dùng những cái tấm nền cao ấy, mình nhìn xuống như này nó bị cảm giác vẫn hơi rỗ rỗ nhẹ khi mà nhìn sát vào. Nhưng với anh em mà không phức tạp, không khó khăn quá thì chắc là anh em vẫn không cảm thấy khó chịu đâu. Ở bên dưới này là có một cái giải loa nhá. Giải loa này thì thực sự là quá quen thuộc. Và loa này thì hay hơn so với con Mac M1 đó, bởi vì Mac M1 làm mỏng quá. Và trong văn phòng tầm khoảng 50m2 mà các bạn mở mắc âm lượng thì nghe nó vẫn to, rõ ràng, bass treble là đầy đủ luôn. Nói chung xem phim thì thực sự là mình đánh giá nó tốt hơn tất cả những con All-in-One mình đã từng review. Chất âm quá là tốt. Và cạnh trên cùng tích hợp chúng ta một cái camera để thực hiện FaceTime. Chất lượng chỉ là 720p thôi. Mãi tới đời là M1 nó mới lên được Full HD nhá. Đó, mic thì ngồi gần thì mới rõ, chứ còn ngồi khoảng cách 1.5m là âm lượng lại giảm đi khá nhiều. Nói chung webcam và mic ở mức chấp nhận thôi, chứ thực sự là không quá tốt. Anh em đủ học được online thôi. Và một trong những cái điểm hay ở phía sau đó chính là cổng kết nối nhá. Con này thì ăn đứt iMac M1 ở cái chỗ là nó có đầy đủ là 3 cổng USB này. Các bạn sẽ có 2 cổng Thunderbolt 3 và jack tai nghe 3.5, đặc biệt có thẻ SD. Thì như bạn nào muốn cóp ảnh từ cái máy ảnh chúng ta chụp vào ấy, chúng ta không cần phải cổng kết nối hay cái gì luôn, quá là tiện lợi. Rồi, thế thì những cái điểm cuối là cái rốt cuộc là lưu ý khi mua cái này tại sao lại giá 19.990. Nguyên nhân là phiên bản này là phiên bản đặc biệt thì nó sẽ không có bàn phím mà chuột đi kèm. Tất nhiên các bạn mua về chỉ có cái máy này. Thì mình cũng có hỏi thì câu trả lời rất đơn giản thôi. Đó là các bạn phải hiểu rằng là nếu mà có cả bộ này đó là tầm khoảng là 25 triệu chuột vào bàn phím. Nhưng thực chất là anh em nếu mua một cái chuột như của Logitech mình đang dùng, nguyên một bộ này các bạn mua ngoài tầm khoảng là hơn 3 triệu đã ngon hơn rồi. Các bạn gõ rất là sướng, tuyệt vời. Những anh em nào mà thích đồ Apple thì mua quanh quẩn nó tầm khoảng là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi hàng line new thì cũng được. Bởi vì cái vấn đề là chuột Apple dùng rất mỏi tay, bàn phím gõ nó cũng lâu nó bị mỏi. Nếu các bạn thực sự làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, gõ văn phòng thì các bạn nên mua những cái bàn phím từ các hãng khác thì sướng hơn, mình nói thật luôn đấy. Thì mình cũng là người dùng cái sản phẩm cả chuột và bàn phím của Apple rồi. Tính ra như thế thì nó cũng hợp lý, không phải ai có nhu cầu dùng đồ của Apple đó. Thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc iMac với mức giá 19.910 này? Mình nói thật với các bạn rồi, cái sản phẩm này nó hướng đến một cái đối tượng là dành bạn nào làm văn phòng này, để ở nhà, thậm chí là cửa hàng trông cũng sang, cũng đẹp hơn. Các bạn học sinh sinh viên mua về để ở nhà, các bạn có thể học online. Chứ còn nói thật là mình đã so sánh ngay từ đầu là về cấu hình hiệu năng các kiểu ấy, thì anh em mua luôn là máy Windows là build là ngon hơn hẳn thôi. Mình nói thật, mình tư vấn rất là nghiêm túc, nói thẳng, nói đúng. Đó, và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment bên dưới và đừng quên truy cập vào link bên dưới của Shopdang, đại lý ủy quyền chính thức của Apple bán độc quyền phiên bản này. Các bạn không thể mua ở bên ngoài phiên bản này đâu. Và đừng quên like, share, subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất của Forever Studio nhé. Hẹn anh em trong các video lần sau. Nói chung là nói thật với các bạn nhé, để iMac trong nhà trông cứ cảm giác là nhà giàu kiểu gì ấy. Mà con này có 19.990 luôn, thật sự luôn. Bước vào nhà, ôi nhà anh giàu thế, dùng đồ iMac á, ôi giàu thật sự. Đó.